Bò Sát Huy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Bò Sát Huy đang có mặt ở Lương Tài, Bắc Linh và đang có mặt ở vườn của anh Thái. Hôm nay thì đến Lương Tài làm chương trình. Bò Sát Huy đến thăm vườn anh Thái thì quý vị sẽ chiêm ngưỡng tổng thể vườn anh Thái để xem vườn anh Thái anh ấy chơi những cái tác phẩm gì và những cây đẹp mà đến đâu và quý đến tầm nào. Sao đây quý nhìn thấy cũng dây san sát cây. Chào các bác nhá, chào các bác, các chú và các anh nhá. Anh vâng. Anh chào anh Thái, anh chủ vườn đây. Anh chào mọi người. Vườn anh em thấy là dày san sát cây nhỉ? Đây là gọi là gom cây. Gom cây về chơi à? Đây gom cây. Nhiều nhiều, rất nhiều cây. Xanh. Mở cái nhà vườn mới thì mới san được, rồi cái nhà nó bé, sân bé thì. Vâng. Quý vị sẽ đi chiêm ngưỡng Đức Huy về quay vườn. Vâng. Hôm nay thì em về chơi và chia sẻ cho quý vị để quý vị ngắm cái không gian vườn anh. Mọi người ngắm vườn em không thấy. Quay cho mọi người. Si, anh cũng nhiều si đúng không? Dạ. Yeah. Đây tôi chủ đạo về si nhiều. Chủ đạo về si. Bố đi ở Lai Miễn à? Bà gì? Lương Tài này cũng giáp với Hải Dương. Đó cháu đi con tự đoán này. Đây cũng quét qua đi thẻ nhé, vừa quét qua vừa video của nhà. À đây à, đây à. Trung kênh Lương Tài, nhà vườn Thái Bắc. Bác Thái. Bác Thái. À, nhà vườn Thái Bắc. Bác Thái. Cây Yên Phong à? Đấy, anh mang mấy cây Yên Phong? Hai cây. Hai cây Yên Phong. Một cây sim, một cây xanh. À. Anh cũng mang hai cây đi triển lãm Yên Phong. Chú cũng ba cây này. Dạ vâng, em mang bốn cây. Bốn cây. Một bộ ba và một cây mai. Cây kê dày san sát. Chiếc nhà vườn này chủ yếu là si. Như vườn điều khiển nhiều cây đẹp. Rất nhiều si và lại có một cái túc này. Túc hoàn thiện. Làm cái trực to trong kia hả? Cuối vườn anh còn có một cái xanh quê dáng trực. Đây thì toàn si thôi. Cây thì tương đối hoàn thiện rồi, cây thì phôi. Toàn si lui thôi. Một cây xanh quê ngay cuối vườn này. Anh chia sẻ tới đây anh mang đây triển lãm Hải Dương. Ông tí ông ấy thì là cái này. Những cái tác phẩm dù nhiều tiền hay là ít tiền nhưng đều là những cái tác phẩm tâm huyết của các nhà vườn. Và những cái tác phẩm của anh Thái từ cây hoàn thiện đến phôi cũng là cái tâm huyết của anh. Và những cái tâm huyết đó thì tạo cho anh cái niềm vui. Tạo cho anh những cái yêu đời. Để những cái tình yêu đó, những cái năng lượng đó thì lại giúp ích cho những cái công việc trong cuộc sống. Những cái si này chất đẹp này, lá đẹp này. Nó đỏ. Lá chất đẹp, lá đẹp. Anh Thái, cái si này em thấy là cây gần như những cây mịn mịn ở trong vườn đúng không? Thấy sắm chậu tàu đây chắc là cây này gọi là cưng nhất nhà đây phải không? Mặc cho cái vải đẹp.
cưng chứ không phải là cưng nhất nhà. Mới sắm cái đi chậu. Dạ. Đầu tiên là tư vái quạt. Đây là quý vị ơi, đây là trong này là ngày xưa ở trong chậu này anh nhỉ. Trong chậu. Cái rễ này là ăn ra ngoài này. Trong chậu. Đưa cái nọ cỏ vào đây. Đập bán cái nọ cỏ đó mấy tỷ. Nóng hồng. Quá nhiều xì. Nhiều lắm. Cái nào anh? Cây này là lưỡng long trồng nguyệt à? À. Liền với cái mua của chủ trước này. À đây à. Chủ trước thì đặt là trái tim yêu thương. À, à trái tim yêu thương. Đúng rồi, cũng trái tim. Nhìn đây. Trên đây. Lưỡng long trùng thật hay hơn. Trái tim đây à. Đấy. Đấy. Mặt trăng đấy. Mặt trăng đấy. Hai bên trong chầu. Còn chủ trước là đặt trông giống như hai cây xì. Hai cây xì rõ ràng. Chủ trước là đặt dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Còn về mình là đặt lưỡng long trùng nguyệt. Bác nhìn đấy là chuẩn đấy, đúng hai cây xì rồi. Trước hai một trăm phần trăm. Do. Hai quả phúc là rồi, giờ mình làm giờ nhầm được. Liền rồi. Do. Giờ mình làm liền phúc. Hai cái đuôi giàu thầy nhớ. Cái này cũng nó có đường nét riêng này. Đây là do anh khai thác một cây. Thiên Nga. À thiên Nga. Cũng dày quý vị ạ, cũng nhiều cây cũng dày. À phía trong này kho lưu trữ cây hả? Sư tử. À sư tử. Hình cây phôi si phôi hình thú. À cây này cũng này cũng hình thú này. Thì ông đặt cái tên là Thái Thượng Đấu Quân. À Thái Thượng Đấu Quân á. Thái tử, à, sư tử của Thái Thượng Đấu Quân. À nghe nó không nghe không nó hơi quá, nó không 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 hợp. Dài quá. Nó dài quá. Cây này mới mua. Vâng. Anh Thái là tất cả cây ở đây à? Anh có ba vườn, có một vườn. Ba vườn, ba vườn như thế này á? Ba vườn không được kín như này. Còn một vườn phôi ở ngoài kia thì là cây si khủng. Thế à? Nhiều cây nhỉ? Rất đam mê. Bây giờ các bác phải luôn luôn theo sát thị trường thì mới nắm được. Chứ còn nếu bây giờ nói đến giá là cũng phát sợ đấy. Nếu những cây đẹp. Về trường mượn những cây xịt. Hy vọng là phong trào ở đây cứ liên tục đông vui này. Mọi người đến thăm cây, chia sẻ. Và những cái chuyến viếng thăm như này thì sẽ giúp ích cho cái nhà vườn rất nhiều. Có những cái lời chia sẻ, tham vấn. Anh Thái ơi, em chào anh Thái nhé. Hôm nay thì đến thăm anh thì chia sẻ một thước phim gửi tới quý vị. Và nhân đây thì chào các bác, các chú và các anh. Bà Sản Đa Huy sẽ xin phép dừng video ở đây. Thưa quý vị, bà Sản Đa Huy cũng xin phép được chào quý vị. Hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.